Xón tiểu sau sinh là tình trạng không hề hiếm gặp với những phụ nữ lần đầu làm mẹ. Điều này rất khó chia sẻ. Tình trạng này có thể khiến quãng thời gian phục hồi sau khi vật cạn và chăm sóc bé của mẹ thêm vất vả. Thế nhưng, chỉ cần bạn hiểu rõ nguyên nhân dẫn tới chứng này và biết cách khắc phục là có thể giảm nhẹ phần nào những khó chịu này. 1. Nguyên nhân gây xón tiểu sau sinh. Các bác sĩ cho rằng, chứng xón tiểu sau sinh có liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố di truyền và phương pháp sinh con. Cụ thể, phụ nữ sinh thường có nhiều nguy cơ bị tiểu xón sau sinh hơn phụ nữ sinh mổ. Ngoài ra, bạn cũng có nguy cơ mắc chứng này nếu thừa cân, mang đa thai, từng mang thai và sinh con. Xón tiểu khi mang thai hoặc trước đó. Sinh thường nhưng người đỡ dùng kẹp để hỗ trợ sinh. Sinh thường nhưng người đỡ dùng giác hút để hỗ trợ sinh. Ngoài những nguyên nhân trên, còn có lý thuyết cho rằng nguyên nhân gây nên tình trạng tiểu rắt là do chấn thương trong quá trình sinh nở. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng bản thân quá trình sinh nở không gây xón tiểu, mà là do các cơ và cấu trúc hỗ trợ bàng quang, gọi là sàn chậu, bị tổn thương trong thai kỳ. Quá trình mang thai gây áp lực lên các cơ của sàn chậu, nơi hỗ trợ bàng quang. Các cơ này bị suy yếu do em bé ngày càng lớn và do áp lực trong quá trình sinh nở, dẫn đến việc kiểm soát bàng quang cũng bị ảnh hưởng. 2. Cách khắc phục tiểu rắt sau sinh. Tập các bài tập tăng cường cơ sàn chậu. Khi tăng cường các cơ sàn chậu hỗ trợ bàng quang, bạn có thể kiểm soát bàng quang tốt hơn. Dùng thuốc để giảm tiểu gấp và tần suất đi tiểu. Phẫu thuật để hỗ trợ niệu đạo để giảm tiểu xón. Kích thích dây thần kinh để phục hồi và các dây thần kinh kết nối với bàng quang. 3. Cách ngăn ngừa tình trạng này xuất hiện. Để ngừa tiểu rắt, bạn cần bảo vệ sàn chậu khỏi những tổn thương có thể xảy ra trong thai kỳ. Cách bảo vệ sàn chậu hợp lý, bạn có thể cân nhắc việc tập thể dục. Trong thai kỳ, việc tập luyện thể chất thật ra rất tốt nếu bạn không thuộc trong những nhóm đặc biệt cần tránh vận động trong thai kỳ. Tuy nhiên, để ngừa xón tiểu sau sinh được hiệu quả và bảo vệ bé yêu trong bụng, bạn cần tập theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Bạn hãy hỏi ý kiến của bác sĩ vật lý trị liệu để được tư vấn các bài tập thể dục cụ thể tập trung vào sàn chậu thích hợp cho phụ nữ mang thai. Ngoài ra, việc duy trì các bài tập tăng cường cơ trọng tâm trong suốt thai kỳ cũng có thể có ích. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo các bài tập yoga cho bà bầu phù hợp với mình. Khi tập, bạn hãy lưu ý tránh các bài tập có tác động mạnh như động tác jumping jack hoặc nhảy dây vì những bài tập này có thể gây thêm áp lực lên sàn chậu. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ có thêm thông tin và không quá lo lắng về tình trạng này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần thay đổi chế độ sinh hoạt từ việc uống đủ nước, không uống quá nhiều nước hay cà phê, bia rượu, không để tình trạng táo bón kéo dài và bắt đầu chế độ giảm cân, ăn uống lành mạnh. Quan trọng hơn hết, đó là việc tập nhịn tiểu và tập đi tiểu theo giờ.